Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topcar. Và hôm nay em Chí lại tiếp tục xin phép gửi tới cho quý chị mình một chiếc xe dành cho quý chị mình yêu thích những chiếc xe sang tới từ thương hiệu Nhật Bản. Bởi vì cái độ ổn định cũng như độ bền lành và giá trị của em nó vượt thời gian. Và với cái tầm tiền tài chính cho quý chị mình trải nghiệm những chiếc xe sang hiện nay cực kỳ hợp lý. Với em nó hiện tại bây giờ tài chính khu đơn tiền em đang giao bán với mức giá là khoảng loanh quanh ngoài 1 tỷ mốt thôi, là quý anh chị mình đã sở hữu được một chiếc RX 350 này rồi. Và đầu tiên gửi tới cho quý anh chị mình về cái thiết kế của form dáng này. Với cái form dáng này là một bản nâng cấp quý anh chị nhé. Trước này của em là sản xuất 2010 nhưng đã được nâng cấp lên hệ thống đèn này, hệ thống mặt ca lăng này, hay là hệ thống vành chiếc xe đã được nâng cấp lên cái phiên bản của model 2014-15 rồi. Đấy, về hệ thống của cái model mới này rất là đẹp quý anh chị nhé. Đấy, với hệ thống đèn của cái form 14-15 sẽ được trang bị hệ thống led ban ngày này, hệ thống đèn bi xenon này, và hệ thống đèn bi xenon này của chiếc xe thì cũng được trang bị theo hệ thống, đó chính là hệ thống đèn liếc theo góc lái. Hệ thống đèn liếc theo góc lái là hệ thống zin theo xe quý anh chị nhé. Đấy, cũng được trang bị hệ thống phần rửa đèn pha này, hay phần thế hệ thiết kế mới của cái bản 14-15 mặt ca lăng sẽ được vát hình chữ L, phần mặt cản ca lăng mạ chrome này rất là đẹp. Đấy, một cái form dáng này phải nói là cực kỳ là bền dáng theo thời gian quý anh chị nhé. Cái form dáng cực kỳ bền dáng luôn. Và em này nhưng vẫn về nước sơn xì của em nó rất đẹp này. Từ những phần đường gân nét trên chiếc xe này, phải nói là cực kỳ là đẹp so với thời gian 2010 đến nay rồi. Đấy, hệ thống vành này của chiếc xe là hệ thống vành nâng cấp quý anh chị nhé. Hệ thống vành này là hệ thống vành nâng cấp của bản 14-15. Đấy, và hệ thống lốp của chiếc xe đã được lên cái dàn lốp Michelin rồi. Quý anh chị sẵn về sử dụng cho em thôi. Đấy, về cái hệ thống gương của chiếc xe, với cái bản này của em là bản xuất Mỹ quý anh chị nhé. Đấy, sẽ được trang bị hệ thống camera sườn. Đấy, được đặt ở phía dưới tai gương đây. Và hệ thống gương của chiếc xe này đều gương xịn theo xe hết quý anh chị nhé. Đấy, từ cái đời 2010 này cũng đã được trang bị cho quý anh chị mình rất nhiều cái tính năng như là hệ thống khóa mở cửa một chạm này. Đấy, hay là những cái chi tiết trên mặt gương này quý anh chị có thể mình khi vào xuống lùi thì hệ thống mặt gương sẽ tự cụp xuống, cũng như là chức năng là sấy gương. Đấy, còn đây là về cái khoang nội thất của em nó. Đấy, cũng rất là đẹp. Chi tiết như là keo chỉ của chiếc xe này nguyên bản 100% quý anh chị nhé. Đấy, với những chiếc xe nào zin theo xe thì sẽ được những phần dập phần số vin trên những phần cánh cửa, cabo hay cốp của chiếc xe. Đấy, về cái nội thất của em nó thì cũng đã được up lên cái phần ghế da Nappa cao cấp màu nâu quý anh chị nhé, đi với cả tông màu trắng ở ngoại thất nhìn rất là sang. Đấy, ghế chỉnh điện rất nhiều các chức năng. Đấy, cũng như là được trang bị cái đời này sẽ được trang bị là sấy và làm mát ghế. Đấy, với những chiếc Lexus này thì cái bản ghế của chiếc xe sẽ là bản ghế to, ngồi rất là êm ái và rộng quý anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp. Anh chủ anh rất cẩn thận này, từ những phần tay nắm, phần ốp gỗ này, ốp gỗ zin trong xe quý anh chị nhé, cũng dán những phần chống trầy xước. Đấy, hay là tại đây là quý anh chị mình có những phần khay để đồ này. Đấy, với cái bản RX 350 này thì cũng rất nhiều tùy chọn đồ chơi cũng như là sản xuất ở tùy khu vực quý anh chị nhé. Chiếc này của em là sản xuất tại Nhật nhưng là xuất đi thị trường Mỹ. Đấy, đây quý anh chị quan sát này, những phần tem này màu trắng zin theo quý anh chị nhé. Đấy, phần tem dán này nguyên bản hết. Đấy, ghế da đằng sau ngồi rất là rộng rãi, hàng ghế sau thì ngồi rất là êm ái và rộng. Đấy, ghế da cao cấp này, bệ tí tay này, hay là được lên thêm hai cái màn hình trần, hai màn hình gối sau, cũng như là được trang bị phần cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, chiếc xe này phải nói là cực kỳ là đẹp so với đời quý anh chị ạ. Quý anh chị nào mà mình yêu thích những cái đẹp, những cái sang và những cái giá trị bền lành, bảo dưỡng cực kỳ là hợp lý mà vẫn trải nghiệm được những cái kiểu thiết kế của những chiếc xe sang thì không thể bỏ qua được chiếc RX 350 này. Đấy, được trang bị cốp điện, đèn sau nó được hệ thống đèn lên quý anh chị nhé, cũng là nâng cấp theo form hết. Đấy, cái chi tiết đây, phần ốc cabo đây nguyên bản 100%. Đấy, dập vẫn nguyên số vin theo xe. Đấy, ở đâu là sau cái thời gian sử dụng thì cũng có những cái khấu hao thì cái đấy là không thể tránh được. Đấy, bởi vì một chiếc xe đã qua sử dụng, đấy, theo thời gian cũng có khấu hao. Đấy, đây cái phần lốp sơ cua em nó, lốp sơ cua còn chưa kịp hạ quý chị nhé. Đấy, đây, đây là cái phần lốp sơ cua em nó đấy, còn chưa kịp hạ đây. Lốp sơ cua zin chưa kịp hạ luôn. Anh chủ anh đã lên bộ thảm sàn Gata này. Đấy, một cái bộ sàn thảm sàn rất là sạch sẽ và cao cấp. Đấy, đây là phần tổng quan, phần cốp em nó rất là rộng. Đấy, cũng như có những phần rèm che tại đây. Đấy, rất là xịn sò, rất là rộng rãi. Một chiếc xe, và nó RX 350 là ở phát triển ở thị trường Việt Nam mình là một cái mẫu xe crossover hạng sang. Đấy, được rất nhiều quý anh chị mình yêu thích và thịnh hành. Đấy, và hiện nay để sở hữu những chiếc RX 350 thì sở hữu những hệ thống như loa mắc này, hắt kính này thì là quý anh chị mình phải tùy chọn các bản cao cấp hơn nhé. Đâu về bản tiêu chuẩn thì sẽ bị cắt đi. Đấy, rất là đẹp quý anh chị ạ. Đấy, so về đời của em nó, ốc át keo chỉ kính kiếc zin hết. Đấy, cực kỳ đẹp.
Chủ xe thì họ cũng đã lên cho quý anh chị mình cái bậc bước rồi. Phần nẹp sườn đây rất là mới theo thời gian. Đấy. Đây là cái phần ghế lái của em nó. Đấy. Xe em được đời này cũng được trang bị ghế, nhớ ghế 3 vị trí này, kính đều auto hết. Đấy. Hay là nhớ vị trí ghế. Đấy. Đây là phần tem thông tin của em nó đây. Đấy. Nguyên zin theo 5 tháng quý anh chị nhé. Sản xuất tháng 9/2010. Đấy. Cực kỳ đẹp. Từ những đời này với những chiếc xe hạng sang đấy đã được trang bị hệ thống như là vô lăng chỉnh bằng điện này, hay là hệ thống đèn auto, gạt mưa auto. Đấy. Cũng như là được trang bị cho quý anh chị mình hắt kính nhá. Hắt kính là những cái tùy chọn. Đấy. Là những tùy chọn dành cho quý khách hàng khi phải chi phí thêm. Cũng như là với cái bản này của em sẽ được trang bị bản hai cầu quý anh chị nhá. Hai cầu điện đấy, sẽ được trang bị là hai cầu điện. Đấy. Bản này là sẽ dẫn động bốn bánh theo thời gian. Đấy. Với cái chiếc xe này thì Rig 350 là cũng như những chiếc Porsche nhé, sẽ tùy chọn từng phiên bản quý chị nhé. Đời này thì Rig 350 mình sẽ có là phiên bản một cầu này, hai cầu này. Đấy, hay là có những cái bản là không được trang bị hắt kính này, không được trang bị loa mắc này. Đấy, rất là nhiều. Và chiếc này của em là tương đối là đầy đủ đồ chơi đấy quý anh chị ạ. Đấy. Gần như là full rồi. Đấy. Ốc át keo chỉ carbo nguyên zin. Đấy, từ những phần tem này quý anh chị này. Đấy. Phần tem này. Đấy, cực kỳ là đẹp. Còn đâu về quá trình sử dụng sau gần đấy năm thì cũng đã được bảo dưỡng thay thế về những mặt kỹ thuật khấu hao cho thời gian rồi. Nên quý anh chị mình sẵn về sử dụng cho em thôi. Đấy, và xin giới thiệu lại với quý anh chị, trước mắt quý anh chị và cả nhà mình là một chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2010. Đấy, và chiếc xe này của em là xe xuất Mỹ đã được nâng form. Nên là quý anh chị mình về cái đăng kiểm thì chiếc xe này của em đăng kiểm vẫn còn đến tháng 7. Nên là quý anh chị mình nếu mà có quan tâm sở hữu thì vẫn cứ chạy cho em bon bon thoải mái thôi. Đấy, em đang chào bán mức giá loanh quanh ngoài 1 tỷ 1. Đấy, và bên em vẫn có một mức giá tốt nhất dành cho quý anh chị khách hàng. Quý anh chị khách hàng quan tâm thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với số online trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.